chúng ta còn một cái thẻ cuối cùng, đó chính là thẻ insert các bạn. Thẻ insert nha, thẻ insert này có rất là nhiều việc mà chúng ta cần quan tâm các bạn. Thẻ insert nha. Thứ nhất ở cái phần budget các bạn. Budget này các bạn chỉ quan tâm là cái phần cover page thôi. Được chưa? Cover page. Rồi. Chúng ta sẽ đi không có theo từng tự bạn ha, chúng ta sẽ đi lướt qua một số cái và đơn giản chứ còn có phần làm gì chúng ta tính sao. Rồi cái phần tiếp theo là phần symbol đó bạn. Phần symbol thì trong đề sẽ yêu cầu chúng ta thường thường hay chèn các bạn, hay chèn một cái symbol nào đó. Nhưng mà trong phiên bản 2016 rất là thích chúng ta chèn cái ký tự đặc biệt các bạn, bezel character nằm ở đây. Đây ví dụ như là copyright chẳng hạn, trademark hoặc là trademark hoặc là section các bạn ha. Đây chèn vào. Close các bạn này. Okay. Được chưa? Và nhớ symbol rồi character. Special character ký tự rất đặc biệt. Rồi, cái nhóm tiếp theo, cái nhóm đi ngược ba, nhóm test. Nhóm test này đề sẽ chèn cái gì cái này để đây là nhóm này nó nhiều đặc biệt nên phải cái cách ra đây. Thứ nhất là về phần object. Object này có hai cái các bạn, một đó là nó đây này các bạn, hai chỉ chèn object vào nó sẽ có object hoặc là tag form file. Thì khi nào mình chọn là tag form file, khi mà những cái tập tin được đưa vào nó là chấm doc x chấm doc các bạn ha, chấm rtf chấm txt để cho bạn ha. Những tập tin văn bản thì mình lựa chọn là text form file, còn những tập tin không phải là những tập tin đó mình sẽ chọn là object. Ví dụ các bạn, bạn thấy ví dụ thứ ra các bạn, ví dụ thứ gì chấm xl xs các bạn ha, excel nè hoặc là gì bạn chấm csv đó. Đó là những tập tin mà chúng ta không thể chèn bằng text form file, chúng ta phải chèn bằng object được chưa. Rồi ở đây có một cái thú vị, đó chính là cái gì bằng cái text box. Đề không yêu cầu chúng ta chèn insert cái text box đâu, tại vì cái tên của nó không phải là chữ text box các bạn, mà đề các bạn nhớ nha, cái từ text box này nó sẽ được thay thế bằng, nó được thay thế bằng từ gì bạn, từ code và từ sidebar. Chờ bạn nhìn bạn quan sát các bạn đấy nha, text box bạn thấy không, Austin's code, Austin's sidebar. Còn mà nếu mà đề nó có chữ chữ gì bạn, nó có chữ text box thì quá đơn giản rồi đúng không, chúng ta không cần quan tâm nhiều nữa được chưa, chèn vào thôi, chèn vào và như bạn tùy chỉnh cái vị trí của nó được chưa. Rồi cái gì các bạn, cái word art chữ nghệ thuật các bạn, chữ nghệ thuật thì đơn giản thôi, có chữ nào thì mình chèn chữ đó, lỗi nó tùy lỗi. Rồi cái nhóm bây giờ chúng ta sẽ qua cái nhóm tiếp theo, cái nhóm của mình là nhóm header và footer. Trong phiên bản 2016 không đặt nặng về vấn đề này nên thông thường ở đây thì nó sẽ hỏi tương đối là ít thôi, cũng không nhiều lắm các bạn. À, chỉ chèn vào cái header loại nào đây, header loại nào đây được chưa, hoặc là cái gì, hoặc là cái footer loại nào và cái số trang loại nào ở đây ở vị trí nào, rất bình thường thôi. Rồi có bạn nha, này khỏi phải có ghi nha. Rồi cái nhóm tiếp theo, cái nhóm link, nhóm comment sống có bạn không quan tâm, nhóm link thì nó sẽ có hyperlink và bookmark. Trong hyperlink này các bạn nó có bốn loại, có bốn loại gì thì chúng ta sẽ quan tâm quan sát như đây sau đây. Thứ nhất là existing file web page, nếu mà liên kết tới web page thì các bạn phải nhập địa chỉ vào đây, ví dụ như liên kết tới trang địa chỉ trường mình đây, hcmulo chấm mới đủ tầm nghe chờ bạn ha. Rồi hoặc là liên kết tới gì bạn, những cái heading trong đây hoặc là cái bookmark thì nó nằm ở trong phần place document, hoặc liên kết tới địa chỉ email, ví dụ như email của tôi không anh Phương này. Bạn liên kết này cộng mấy cơm thì bạn thấy cái email tôi không đó, thì đó là cách nó thực hiện bạn ha. Nhớ là có ba cái. Bookmark thì sao, bookmark thì nó sẽ là ví dụ như tôi sẽ đánh dấu cái vùng này các bạn, cái vùng này bookmark đây, bookmark cái vùng này là vùng references được chưa, add vào. Rồi bookmark cái vùng này là vùng design các bạn, vùng design được chưa, add vào các bạn. Đề ví dụ như đề yêu cầu chúng ta di chuyển tới cái bookmark references thì chúng ta nhớ vào cái home này được chưa,
vào file các bạn chọn go to, rồi bạn chọn bookmark thì bạn thấy nó sẽ có hai cái bookmark mới vừa tạo là design và references. Mình chọn references và bấm go to để có thể yêu cầu mình xóa này, thì bấm xóa rồi bấm delete thôi. Để ra là mình thực hiện xong này, rất đơn giản ha. Rồi quay lại phải insert. Rồi bookmark xong các bạn nha. Rồi cái phần thêm một cái số đối tượng vào, ví dụ như hình ảnh nè, shape các bạn ha. Rồi chuyện shape đi ha, nói về shape. Hình ảnh thì đơn giản, hình ảnh với shape nó cũng có một số cái tương tự ha. Ví dụ như shape thì đây yêu cầu thường thường chúng ta chèn một cái shape vào. Và các bạn lưu ý nha, đối với trong phiên bản 2016 thì đề rất là yêu thích cái phần khi chúng ta chèn cái shape ở cái phần style banner này cho bạn ha. Ví dụ như loại cái này các bạn ha, direct point. Sau khi chèn vào để có thể yêu cầu nó làm gì, nhập một cái văn bản vào, sau đó hiệu chỉnh cái vị trí của nó. Hiệu chỉnh vị trí của nó có thể là nằm đâu các bạn, ở cái bottom center như thế này. Nếu mà đề yêu cầu chỉ là bottom bottom center rồi không nói gì hết, bạn có thể chọn ở đây. Nhưng mà nếu đề nói yêu cầu chúng ta chọn cái bottom center, đầu tiên là chỉnh về cái size trước nha, cái position này, model option các bạn. Nếu mà chỉnh về cái vị trí của mình là gì bạn, bottom and center of page, thì các bạn nên chọn vào đây alignment các bạn nha. Các bạn chọn là gì? Alignment ở horizontal là theo chiều ngang. Chiều ngang thì sẽ có bên trái, ở giữa và bên phải. Ở đây là center nè. Và đây related to gì các bạn? Page. Nhớ nha, related to page. Và tương tự vertical cũng vậy. Ở đây là bottom. Bottom center bạn nha. Thường thường sẽ đọc là bottom center, là theo chiều dọc trước rồi tới chiều ngang. Rồi, related to page. Các bạn bấm OK. Thì tự động nó sẽ di chuyển xuống góc như này. Được chưa các bạn ha? Đó là cái cách mà làm chuẩn xác nhất. Còn nếu mà đề chỉ yêu cầu các bạn apply cái gì bạn, cái position của nó là bottom and center mà nó không nói to đâu hết, ví dụ to margin thì khác nha, còn to gì, còn to base thì khác. To base thì chọn đang, to margin thì mình để trên. Được chưa các bạn ha? Thì chúng ta nhớ, thì nhưng mà theo cái cách thông thường thì thấy thì hai cái đó thì nó đều chấm cho mình chính xác hết, nên các bạn cũng đừng quan ngại về phần đó lắm. Được chưa? Rồi đối với cái hình ảnh đó các bạn, hình ảnh như đây nè, hình ảnh như đây thì mới chèn vào. Thì hình ảnh thì nó có một số cái mình cần quan tâm. Chèn hình ảnh vào nha. Quan tâm đầu tiên cho thầy đó chính là cái position là khỏi nói rồi nha. Khỏi nói nha, khỏi nói. Cái quan tâm của mình đó chính là cái picture effect. Đây bạn nó có những cái effect này. Bevel. Thấy đề mà có picture effect là mình nhớ nha. Cái tiếp theo đó chính là cái picture style. Đây picture style này. Có nhiều loại. Nhiều loại bạn ha. Đó mình quan tâm. Tùy yêu cầu đề bài. Rồi cái crop các bạn, crop nhưng mà crop to shape, có thể crop to shape ví dụ crop thành trái tim này, phải không? Ra xuất hiện trái tim, nó có chức năng đó, các bạn lưu ý nhé. Rồi hoặc là apply cái gì bạn, cái aesthetic effect ở đây, cái kiểu nào, cái loại nào ở đây, đó, đó là những cái mà về hình ảnh. Rồi chúng ta sẽ đi đến một cái nữa, đó chính là cái smart art các bạn, smart art. Cái smart art này đề sẽ yêu cầu chúng ta chèn một cái smart art loại nào đó, ví dụ cái loại danh sách hoặc là process, ví dụ process loại này đi, chevron ascent process chẳng hạn, loại này. Ok rồi, và chúng ta sẽ nhập thông tin vào. Ví dụ đề yêu cầu chúng ta nhập đầu tiên là word ha, xuống dưới là excel, đây là powerpoint. Ví dụ như muốn thêm một cái nữa thì như thế nào bạn, mà bấm enter xuống nha, enter xuống là ví dụ như ascent. Được chưa? Rồi và thông thường đề sẽ yêu cầu chúng ta làm gì, thay đổi màu sắc của nó ở thẻ thẻ design bạn nha, change colors, apply cái color full, ví dụ color full accent color số số 4 sang số 5 bạn nha, color 4 to 5. Được chưa? Rồi và sau đó apply bạn change cái smart styles nằm ở đây, bạn change ở đây, ví dụ như apply cái polish này, đây cái polish, được chưa? Cái polish style, smart style. Rồi hoặc là đề có thể yêu cầu chúng ta thay đổi cái vị trí của nó, ví dụ như asset đang nằm ở vị trí thứ tư này, di chuyển vị trí đầu tiên thì bạn bấm đây ha, move up, mình di chuyển lên. Được chưa? Rồi và bên cạnh cái smart này đề có thể yêu cầu mình làm gì, tạo một cái alt tới tag cho nó, thì mình bấm kích phải chuột, mình chọn format object các bạn. Đây mình sẽ lựa chọn ở đây layout property các bạn nha, alt tới tag nhập cái thông tin vào. Được chưa? Alt tới tag nha, kích phải chuột thôi. Đối với hình ảnh cũng tương tự như vậy, kích phải chuột các bạn ha, format picture. Đây cũng phần layout and properties, được chưa? Nhập vào đây. Đó là những cái mà đề yêu cầu chúng ta.
Rồi, về cơ bản là như thế rồi nha. Và chúng ta còn một cái anh chàng nữa, đó chính là cái anh chàng table. Anh chàng table có một số cái vấn đề chúng ta cần quan tâm sao. Ví dụ như chúng ta chèn số cái chèn cái bảng bình thường, không có gì để nói bạn nha. Chèn cái bảng đặc biệt đây, họ và tên đây, số từ họ và tên gì đó, điểm các bạn, được chưa? Ở đây số 1 chẳng hạn như tiền nở ha, điểm 5, số 2 chí phèo điểm 1, số 3 bá kiến này chắc mua điểm là điểm 10 rồi. Rồi chúng ta sẽ làm cái gì? Chúng ta sẽ chuyển cái này về dạng bảng insert cái này nha. Table mình sẽ chọn convert text to table. Rồi ok, nhưng mà ở đây là subject text của mình là chấm phẩy rồi nha, author, tại vì mình đang là dấu chấm phẩy, thì đến lúc này nó sẽ chuyển cho mình ba cột bốn dập, mình bấm ok thì tự động nó sẽ chuyển cho mình luôn, được các bạn ha. Và khi chuyển xong bạn có thể apply những cái table style này, nó có sẵn cho mình. Ví dụ như apply cái table style là readable for async file, cái chỗ này, được chưa? Rồi và trên đây chúng ta có thể làm gì? Trên đây chúng ta có thể sắp xếp, ví dụ như tôi muốn sắp xếp theo dạng gì các bạn, điểm số của nó mà chọn này thôi. Đây bạn, điểm, ví dụ như điểm giảm dần, thấy không, điểm giảm dần, số tự sẽ đổi luôn rồi nha. Rồi chúng ta có thể convert lại thành cái văn bản, được chưa? Rồi ví dụ như chúng ta có nhiều các bạn ha, cái này là cái trường hợp chúng ta hay dễ xảy ra nè, chúng ta có nhiều dòng các bạn, đây số tiếp, rồi bạn thấy nó di chuyển xuống cái trang mới đó các bạn ha. Trang mới thì điều gì xảy ra nè, thì chúng ta lúc này chúng ta sẽ bị mất cái gì bạn, mất cái header đúng không? Mất cái header thì chúng ta sẽ rất là khó nhận dạng cái trên đây là cái ý nghĩa là gì, từng cột ý nghĩa là gì. Thì có thể là đề sẽ yêu cầu chúng ta làm gì, hãy thiết lập lại các bạn ha, layout, bạn nhớ layout nha, repeat header rows, thiết lập lại cái gì, cái header cho nó lặp lại trang thứ hai, và mình thấy trang thứ hai nó có này, header rows, được chưa? Sắp xếp ha. Rồi cái hướng của cái gì, cái hướng của cái từ đó ở đây mình có thể thay đổi cái hướng, nó có hướng rồi nha. Rồi cái cell margin là sao? Cái cell margin là cái lề của cái ô đó các bạn nha, thì nó cũng có lề trên, lề dưới, lề trái, lề phải, và mình sẽ thay đổi ở đây nó phù hợp. Rồi ở đây là canh cái vị trí của nó bạn ha, ví dụ như là canh trên bên trái, trên ở giữa, trên bên phải, rồi giữa đều, được chưa bạn ha, rửa bên trái, giữa bên phải, cuối cuối bên trái, cuối bên phải. Rồi và ở đây nó có một cái rất là thú vị, ví dụ như những cái cột này của chúng ta bạn thấy nó không đều ha, không đều. Thì làm cách nào để cho nó đều các bạn, thì chúng ta sẽ chọn hết cái bảng mình nha, mình sẽ chọn vào distribute columns. Thì distribute columns này nó sẽ cho mình, bạn thấy cái tip của nó không, distribute the width of the selected columns equally between them, có nghĩa là nó sẽ làm cho các cột bằng nhau, chụp vô đây đó, và giờ bằng nhau. Và tương tự distribute rows là gì bạn, cũng tương tự như vậy, làm cho dọc. Và đây là cái mà đề thi nó sẽ hay hỏi mình ở đây bạn ha. Rồi thay đổi cái độ rộng, ví dụ thay đổi độ rộng của header bạn ha, ví dụ tăng lên chiều cao nó là 0.3 chẳng hạn, hoặc là độ rộng của từng cột bao nhiêu, được chưa? Rồi auto fix, ví dụ như auto fix to content, auto fix to window nó có sự khác biệt gì không, chúng ta sẽ thêm đây auto fix to content, các bạn thấy nó co lại vừa khít với lại cái nội dung của mình, còn auto fix to window thì các bạn nó sẽ vừa với lại cái khung, à, cái văn bản của chúng ta. Rồi mình có merge cell ha, merge cell có nghĩa là mình chọn hai cái ô lại với nhau, ví dụ vết này merge cell, slip cell thì mình tách cái gì, tách ra làm hai làm ba đâu rồi, slip table ví dụ như mình chọn đây nè các bạn ha, mình slip table thì nó sẽ tự động nó tách ra thành một cái bảng mới cho mình luôn, được các bạn ha. Rồi rồi ở đây xóa bạn ha. Và nhớ trên bảng này chúng ta cũng sẽ làm gì, cũng sẽ có câu hỏi tạo cái alt text cho table đó, thì chúng ta bấm vào property để bạn và chọn alt text đây nhập vào, được chưa? Hoặc là cách đơn giản nhất là chúng ta kích phải chuột, các bạn chọn, các bạn kích phải chuột chọn table property, được chưa? Rồi và nó sẽ còn nữa gì bạn, khi mà chúng ta apply cái table style bạn thấy đây nè, khi mà mình lựa chọn thì nó sẽ có những cái dòng mà có màu, những dòng không có màu, thì như vậy người ta gọi đó là cái shaded, các bạn shaded màu lên, thì đó là chính là chức năng banded row các bạn. Ví dụ đề yêu cầu chúng ta làm gì bạn, à, không hiển thị cái phần gì bạn, cái phần shaded thì bạn nhớ bạn bỏ đây, còn nếu mà đề yêu cầu chúng ta hiển thị thì chúng ta bật đây ha, và banded rows, còn nếu mà yêu cầu column thì sao, chọn banded column, được các bạn ha.
Thì đó chính là phần về table. Thì phần về table này có một số cái nội dung chúng ta cần lưu ý, các bạn có thể note lại giúp thầy như sau. Thứ nhất là đề có thể yêu cầu chúng ta làm gì? Convert text to table, được chưa? Và gì bạn ngược lại là table to text, có qua này thì qua qua kia, qua ngược lại nha. Cái thứ hai trong table này nè các bạn, ở cái thẻ 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 design nha, thẻ design thì các bạn sẽ quan tâm tới cái gì? Thẻ design thì các bạn sẽ quan tâm giúp thầy ở cái phần là bandit, các bạn bandit rows hoặc là column, được chưa? Màu của bạn ha. Cái phần phần tiếp theo là phần table style. Rồi, thẻ layout, layout cái gì của bạn? Layout về sắp xếp nè. Được chưa? Rồi, về repeat header row. Header row các bạn. Rồi gì nữa? Về distribute. Distribute các bạn ha, column hoặc là gì? Row. Rồi, phần auto fix. Chưa? Thì đó là trong cái phần layout của mình các bạn. Và nó còn một phần nữa, đó chính là cái phần này các bạn cũng nên quan tâm bạn ha, đó chính là phần sale margin các bạn. Sale margin và phần chiều cao và độ rộng của nó các bạn. Cái độ rộng ha. Height và wide các bạn nha, wide chứ không phải là width. Yeah, chiều cao và độ rộng của cột đó. Thì trong phần table này đề thường thường nó sẽ gồm khoảng 5 câu hỏi các bạn nha. Thì đây chính là những cái nội dung lý thuyết cơ bản mà chúng ta cần nắm vững để chúng ta có được cái nội lực để chúng ta giải quyết những cái bài tập mà trong cái bài thi nó sẽ yêu cầu chúng ta. Rồi, ví dụ như tôi đây sẽ có một cái câu bạn ha, các bạn cứ tự xét đi trước nè. Rồi phần table đấy bạn. Sort table bạn ha, sort sắp xếp nè. Rebase nè, the second page cho bạn nha. Apply cái table style bạn thấy không? Rồi apply bandit rows column của bạn ha. Rồi chain cái gì bạn? Chain cái gì? Chain cái chiều cao của cái table. Rồi chèn cái O là to text table luôn. Vân vân bạn ha, convert table to text luôn, vân vân, rất là nhiều thứ trong đó các bạn. Rồi còn những câu nào nữa không? Rồi, insert table container on table 2 các bạn nha. Cái này là cái phần gì đây? References các bạn nha. Cái này là table. Thì cái phần table các bạn thấy ha. Rồi, chúng ta quay trở lại để cái phần references của mình thì có phần là table content rồi đúng không? Rồi, phần layout của mình là phần column. Mình có column nào không? Hình như là thầy thấy trong đề thi nó ít có sử dụng tới đó. Change wise on column to equal. Thì cái này nhớ bạn ha, change wise on column to equal này có nghĩa là mình thay đổi các cột nó có độ rộng bằng nhau. Này là nó đang nằm trong bảng các bạn nha. Trong bảng thì sao? Thì mình phải chọn là distribute column. Được chưa? Rồi, thì phần hướng dẫn của thầy đến đây là kết thúc. Chúng ta sẽ tập trung cái phần tiếp theo của mình ở phần bài tập. Tạm biệt tất cả các bạn.